Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 vừa qua, thì The Beers, một công ty con thuộc hãng khai thác kim cương nổi tiếng là Anglo American, đã đưa tàu thăm dò kim cương lớn nhất thế giới ra biển thuộc địa phận Namibia. Đây là nỗ lực nhằm duy trì sản lượng kim cương cho đến năm 2035. Tàu SS Nujoma nặng 12.000 tấn và dài 113 mét, được xây dựng với chi phí 157 triệu đô la, được đặt theo tên Sam Nujoma, là cựu tổng thống của Namibia đây là con tàu thuộc sở hữu của hãng The Marine Namibia một liên danh giữa chính phủ Namibia và De Beer và là con tàu thứ sáu mà hãng này đã đưa ra biển từ trước đến nay SS Nujoma là tàu thăm dò kim cương thứ sáu tham gia đội tàu của The Marine Namibia De Beer cho biết nó có thể săn tìm các viên kim cương với tốc độ gấp đôi những chiếc tàu trước đây kim cương dưới biển có giá trị cao hơn nhiều so với kim cương trên cạn do sóng biển đã giúp cạn lọc một phần doanh thu của De Beers phụ thuộc mạnh vào kim cương. Công ty mẹ của De Beers là Anglo American cho biết kim cương là trọng tâm trong danh mục sản phẩm, giữa lúc giá cả các loại mặt hàng khác đang giảm. Trong khi đó, kim cương cũng là mặt hàng quan trọng đối với Namibia, chiếm đến 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Trong năm 2016, The Marine Namibia sản xuất 1,2 triệu carat kim cương. Đại diện hãng này cho biết có thể duy trì sản lượng kim cương trên diện tích 6.000 km2 cho đến khi giấy phép hết hạn vào năm 2035 để thăm dò trên mặt đất cả ở Canada, Botswana và Nam Phi, bia đã phải chuẩn bị ngân sách khoảng 35 triệu đô la Mỹ.